đúng rồi, còn cứ chụp hình luôn đi. Ok ok rồi, chạm tay. Mày đi về dạy học trò đi Cảnh nha. Mày bây giờ học trò nhiều quá nha. Học trò mày toàn là cái thứ gì đâu của mày Cảnh. Không lấy là được. Được. Nhưng mà bao nhiêu ngày? Kiểu gì lấy cũng được hết, nhưng mà quan trọng tốn tiền thôi. Được. Là mình thuê dịch vụ nó lấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Được. Được. Nhưng mà nó phải đảm bảo cho mình khi mà lấy về xong phải. Bây giờ em muốn lấy nhanh, em muốn lấy nhanh hay là lấy từ từ lấy? Bỏ luôn. Đừng có bỏ. Đừng có bỏ luôn. Em bỏ luôn. Không, cái Facebook của em nó tương tác tốt lắm á. Lấy xong lấy lại tốn tiền. Không. Lấy hoài luôn á. Anh biết bây giờ cái thằng IT mà anh thuê á, một tháng nó làm cho anh có nhiều không? Có mấy triệu mà một ngày. Một tháng có mấy triệu hả? Một tháng có mấy triệu không? Sợ. Đúng rồi. Vậy là chắc em chỉ đâu một ngàn á. Má lên
nó lên chụp hình nó xem. Trăm trăm đâu? Ủa trời má của con. Ủa, má yêu dạ. Lên 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 chụp hình với má cái. Anh đâu rồi, chụp hình anh đấy. Má đi với ai? Rõ chưa cả nhà? Anh lên đây cướp, anh lên đây. Trời ơi, mày núp đâu có được 100 cái camera mà mày núp cái gì? Tay chụp chị nha. Rõ chưa cả nhà? Đây là em trai tên Duy Thành, nhìn mặt thấy không? 1, 2, 3 tấm nữa nha. 3, 6 tấm nè. Ở gần tấm nè. Đây má Tư đây cả nhà ơi, má Tư đây cả nhà ơi. Cả nhà má Tư đó, má Tư tới nè đó. Má ơi hơi trễ quá. Đây ngày thứ giờ này mọi người chắc đi làm đi rồi đi hơi trễ. Con cái đó là con nhà à. Yên tâm mẹ lắm. Yên tâm đi con. Đi chưa tới chị ơi. Đâu thấy quân mà. Chị đi 10 giờ mới tới mấy cả nhà. Không nha, má Tư là thằng tin tôi nói đó. Nha bà. Cái đợt rồi em thấy không? Vừa mới giờ thì em có nhà. Đủ rồi nhà em tâm con bác. Qua 2-3 quân sao. Vừa cùng hát chế thì cũng như cái tên tết của má Tư á. Ghi nó đầu tiên lên. Nó nói nhói chim đó. Ở nhà sáu. Ồ. Cái tờ này coi. Má chồng mà. Chồng. Chồng mà. Cơm màu. Cơm màu. Cái gì nó sinh sống phải sinh xê mà thích chồng vậy đó. Nghĩ là má tết. Nhưng mà má chồng đâu rồi thằng con. Còn mà nếu mà nói chê tết của Linh Tý là thằng tròn thẳng vào phim luôn. Mày đừng hỏi số mấy trước nha. Mày dụ dụ nói đi nha. Không có nhiều người chỉ biết ghi thôi chứ nói được. Nói cái miệng khớp. Mà được cái anh mày ngồi xin nghĩ dịch một lúc mới được á. Lúc cái kiểu thâm sâu khó lường. Đẹp của Phương Phương thì em thì nói thì nó nói cái gì nó vui vui à. Cái hậu có gọi là nói cho nó gọi là tương cực. Không muốn hay không biết em mang cho mọi cái nói là cũng được thôi. Chứ họ mà cũng vậy thì ổng tiếp tục cái chuyện xe đi. Nhắc mượn rồi. Nằm mơ tiếp rồi ha. Muốn nói là còn nằm mơ đó. Bây giờ chỉ cảnh đang hoàng. Nhưng muốn nói là còn nằm mơ đó. Muốn nói là còn nằm mơ đó. Cái kia ha. Nhắc mơ một tạo không khí mà có tích cực cho mọi người. Nằm mơ mấy giấc mơ rồi đó. Đúng ra. Không, cái này là mộng du luôn rồi, cái mơ gì. 54 giấc mơ. Tôi sẽ hoàn thành cái này tập 55 sau cùng á. Tôi kỷ niệm số 5. Kỷ niệm số 5. Mọi người ok hết quá trời người. Anh lên bên chào kênh giùm em. Hello, xin chào mọi người, xin chào mọi người. Má dụ dụ mà đẹp quá trời luôn. Ủa sao má sẽ ra dậu giống anh. Mặt mọc đó, có em mặt mọc. Bây giờ em nói nhà hàng có như thế nào thì lên trước được không? Cái bàn này bà đủ rồi đó. Em có cái bàn này rồi. Như hả? Anh lên đây có bài đẹp ngay lắm nha. Mấy tuổi nha. Tôi xài cái iPhone này nó dạy vậy. Nó không xấu. Chị vô nè, quay cuộc của tiệm nè, trời ơi. Dạ. Sinh nhật tổ chức có bàn nè. Có bàn một mình. Ba ngồi ghế má. Con mời ba lên chụp hình. Ba ngồi ghế má hả? Dạ không. Ba ngồi ghế má. Rồi ngày mai rồi người ta tối này cái kia. Má có cái bà nhỏ. Má một cái bà nhỏ này. Ba lên chụp hình. 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 Ba ngồi ghế má rồi ngày mai. Thằng Dũng lên đây nó tối rồi đó. Dũng lắm. Này đẹp gái quá vậy ta. Để chiếc cảnh xem quay trở lại. Chết. Cái nhỏ nó to quá vậy? Cái nhỏ nó to quá.
cô. Tắm nữa nha. Rồi, bỏ máy vô đi nhậu luôn đi. Có khách cưới gì đâu, có nhiều người lắm. Có mang, có mấy em nha. 1, 2, 3. Em mới đi qua hai team silicon full.